Hello mọi người ha. Hôm nay em sẽ là cho anh chị một cái xe bé mini lùng lùng Honda Charlie 50 đời đời 81 81 đèn tròn, Charlie 50 đời 81 đèn tròn. Xe này đặc biệt nha, đặc biệt là cái màu sơn ha. Mình mua xe này là tại vì cái dàn đầu màu á, màu sơn á, cái màu xanh này rất là hiếm xuất hiện trên thị trường buôn bán nha. Các trang thị trường mua bán là Ngọt thấy màu xanh này là gần như là không không có nữa đó, không còn nữa đó. Là hiện tại Charlie là nó sẽ thông dụng những cái màu là màu xanh cát nè, màu trắng nè, màu đỏ nè, còn màu xanh này là cực kỳ hiếm ha anh chị ha. Rồi ok, vô chi tiết luôn, hàng sưu tầm nha anh chị. Xe của Ngọt là nước sơn zin từ đầu tới đích, từ A tới Z ha, sơn zin 100% nha anh em. Rồi quay vô cái đồng hồ nè, đồng hồ zin nha, cụm công tắc là zin ha. Rồi nước sơn zin nè, em cho anh chị coi nước sơn zin nè, tem zin, sơn zin, dè zin. Cái dè zin nè, nó theo năm tháng nó lên cái gân á, cái gân nó nhìn là biết dè zin nè. Phục này phục nhựa zin luôn nha, phục nhựa zin luôn nè, nước sơn zin nè, lâu ngày nè, không có mục ha, xe không có mục chỗ nào hết nha anh chị nha. Đó tem này còn luôn nè, cái bô là bô zin luôn nè, cái bô zin này giờ kiếm cũng hơi khó à. Rồi xe này zin, cái độ zin nó tầm khoảng 95% nha anh chị, biển Nha Trang ha. À, lộn, biển là biển Khánh Hòa, không biết phải Nha Trang hay không nữa. Biển 79 là coi như là Khánh Hòa ha anh chị ha, giấy tờ đầy đủ hết. Cái chụp xi nhan này là zin theo xe nè. Lát hồi xong cái clip này chắc em phải đi sửa lại cái điện thoại á. Điện thoại lấy nét cũng được. Rồi và tới bên đây thùng xăng nha anh chị, thùng xăng này còn tem zin luôn ha, sơn zin là đó. Xe bị lai cái yên rồi nha anh em, cái yên lai nè. Rồi và tới bên đây nè đó, sơn zin là toàn bộ hết nha, gáo đèn zin luôn, về trước zin luôn nha anh chị nha. Đèn trước đèn sau là zin, gáo đèn zin, có cái gỗ nữa, có cái gỗ nữa. Cho cái xe này là thích hợp cho bán cho những chị em phụ nữ mua về để đi chợ. Rồi đó, hiện tại là xe đang nổ máy nè, cái capo này nghe cái tiếng rất là dễ thương. Cái tiếng nghe dễ thương lắm, máy êm, đồ zin còn nhiều. Rồi 10 triệu thôi, chỉ có 10 triệu thôi, anh chị mua liên hệ em ha, số điện thoại là 0393399939 nha, anh chị mua thì liên hệ em nha, cảm ơn anh chị nha.